Happy birthday to you. Pom pom pom. Happy birthday to you. Đăng đăng đăng. Ê đừng có đánh lộn. Nè Khánh cái nhiệm vụ đánh cái này lên nè. Chưa bao giờ tôi thấy cái sinh nhật này mà tôi phải dậy sớm bằng cái sinh nhật này. 7 giờ sáng tôi dậy, tôi đi kiếm cái này, tôi đi mua trứng đen. Tôi chạy ra Tú, quận 10. Xong rồi tôi chạy về chợ Bình Điền. Tôi thấy tôi thương cỡ nào. Tụi nó thương, thương anh nha anh Thành. Tôi thương anh. Mày hợp không? Như là lần đầu mất được con gái gì đó. Giờ cái phòng này rồi ai dọn? Hả? Phòng này ai dọn? Về phòng đó để đi chút dọn. Ai dọn? Ai dọn mới được? Mẹ dọn hả? Dạ.